Anh em, chào anh em đã đến với cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Bộ đôi combo của nhà ATC tiếp tục lên đường cho anh em. Đây là hai thiết bị rất là quan trọng trên dàn máy âm thanh. Hôm nay thì có anh em khách đặt hàng trước khi lên đường gửi hàng, bên em sẽ kiểm tra test tính năng cài đặt các hiệu âm thanh tốt nhất để anh em nhận hàng về ra sử dụng được ngay. Và chúng em cũng xin giới thiệu luôn cho anh em khách hàng đang quan tâm theo dõi kênh YouTube Tùng Audio Hải Dương đã có thêm là sự lựa chọn nếu anh em muốn sở hữu cho mình những bộ combo sản phẩm chất lượng đến ngay cả anh em Tùng Audio nhé. Hiện tại thì đây đang là một trong những bộ combo bên em cũng đang có chương trình xả giá rất là hấp dẫn, 4.700.000 đồng thôi. Hôm nay anh em khách hàng đặt đơn hàng đấy, chúng ta sẽ có đẩy công suất ETC 800 kết hợp với vàng ETC HK 300 Plus. Đây là một trong những dòng vàng thiết kế giao diện rất đẹp với hai dặm mặt màn hình đẹp nét các bác nhé. Đấy, với dạng nét nó đẹp, khi ta chơi trải nghiệm này, nó sẽ mang lại cho em sự sang trọng và chuyên nghiệp, và nó cũng có đầy đủ cái tính năng, nên là cũng sẽ hỗ trợ setup cả trước. Bên em gửi hàng đi thì sẽ tặng jack kết nối đi kèm, và ở đây thì em sẽ cùng với anh em trải nghiệm âm thanh và hướng dẫn luôn cho anh em cách kết nối đẩy công suất với vàng. Rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng cái đầu dây ca lông cái trước, đầu hai đầu có lỗ, chúng ta cắm cho em thiết kế phía mặt sau đến từ vàng nhé các bác. Nó sẽ ghi là cổng ca lông từ A đến A, đây là cái đường cổng mà chắc chắn là anh em phải cắm để ghép nối được từ vang xuống cục đẩy. Và đẩy thì các bác hãy cắm cho em vào đường input, nó là một góc tay trái ngoài cùng của anh em đây. Đấy, chúng ta kết nối như vậy là đã kết nối xong. Và sau đó chúng ta sẽ sử dụng kết nối dây loa qua đường lưu trích hiện đại hoặc là đường dây trắng đỏ truyền thống. Đấy, các anh em có thể sử dụng cắm công tắc nguồn, dây giắc cắm nguồn nên là bật công tắc nguồn nên là khởi động thôi, cực kỳ đơn giản luôn. Đây là một dòng những cái dòng vang mà có thiết kế giao diện rất đẹp mắt. Anh em có thể sử dụng mic dây, mic không dây cắm thiết kế trải nghiệm âm thanh nhé. Cái dòng này thì khi ra chơi và sử dụng ấy, thì các anh em sẽ có rất nhiều tính năng hiện đại. Thứ nhất là chúng ta sẽ có một cái thiết kế đèn led đến góc tay trái, đèn mặt mình đèn led. Chúng ta chưa nhìn thấy đèn led đúng không ạ? Bởi vì em chưa cất tín hiệu nhạc. Đấy, các anh em có thể lấy tín hiệu và cấp nhạc qua đường cộng như là USB, cẩm quang, đường aux trắng đỏ truyền thống, thậm chí là bắt kết nối với Bluetooth điện thoại thông minh. Thì ở đây em xin hướng dẫn cho anh em kết nối điện thoại di động nhé. Rất nhiều bác là bây giờ đa phần là sử dụng qua điện thoại di động để kết nối lấy tín hiệu nha. Chúng ta chuyển cho em nút modem, anh em nhận hàng về chuyển sang chế độ BT scan cho em, và đồng thời chúng ta sẽ vào phần cài đặt ở điện thoại di động và phần Bluetooth. Đấy, chúng ta kéo xuống phía dưới nhé. BT 5.0 này các bác kết nối cho em, thiết bị của nó sẽ tên là BT 5.0 nha các bác. Bluetooth 5.0 đấy. Và sau đó chúng ta sẽ vào phần nhạc. Đấy, chúng ta bật cho em bật một cái bài nhạc bất kỳ nào lên, chúng ta tăng âm lượng tổng thật to lên ở trên điện thoại di động thì các bác sẽ thấy ngay. Đấy, mặt màn hình sẽ chuyển sang chế độ dải đèn led rất đẹp đúng không ạ? Cả mặt màn hình bên góc tay phải vậy, chiếc màn hình LCD rất lớn, hiển thị đầy đủ chức năng. Đấy, và các phím tính năng bên em đã hỗ trợ cài sẵn cho anh em được. Chúng ta có thêm các nút rất là quan trọng như là FX chống ú này, chế độ nhạc EQ này, quality giọng nói này, mic này, effect này, nhạc này. Đấy, chúng ta nhấn nhiều lần ở các nút tính năng là sẽ ra chế độ anh em chỉnh âm thanh, bass, trung chép, echo, reverb. Các bác chỉ cần xoay cho em phím control thôi, tăng hoặc giảm xoay cho em nút này để tăng giảm âm lượng, chỉnh âm thanh cực kỳ chuyên nghiệp. Đấy, dòng này thì có điều khiển thông minh cho anh em cắm mic dây, mic không dây, mặt trước mặt sau đều được cả. Đó là cái thiết kế của dòng vàng HK 300 Plus. Còn về thiết kế của đẩy công suất thì sao? Đây các bác đang nhìn thấy thiết kế đẩy ATC S800 là một trong những mẫu đẩy hai kênh với 700W một kênh, các bác 700W một kênh. Đấy, mỗi yêu kênh sẽ là 700W. Anh em có thể kết nối với rất nhiều cặp loa cỡ lớn từ bass 20 cho bass 40 gia đình với chất âm sáng sạch khỏe khoắn, mang lại cho anh em một yếu tố tự tin khi chúng ta chơi với những cặp loa. Còn về phần chất âm thì ngay bây giờ của anh em nắp tai nghe và trải nghiệm chất âm đến từ một combo sản phẩm đẩy vang cực kỳ chất lượng bên cả em Tùng Audio đang lên sóng hiện tại. Đấy, các bạn đang nghe đến từ bộ combo sản phẩm bên là cả em Tùng Audio đã đến sóng trên đây. Và chính là đẩy công suất ETC S800 kết hợp với dòng vang ETC HK 300 Plus. Anh em nghe và cảm nhận cái tiếng nhạc họ sáng sạch, sôi động và rất là chuyên nghiệp. Và đó mới chỉ là phần bắt đầu các bác nha. Khi ra có vang hay thì đương nhiên rồi, các anh em luôn luôn muốn là trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời, muốn cải thiện giọng hát của mình, chúng ta chỉ cần sử dụng vang cơ số hay một chút để có thể kết nối. Và ngay bây giờ anh em lắp tai nghe và trải nghiệm âm thanh tiếng mic tiếng lời đến từ dòng vang ETC HK 300 Plus các bác nha.
với chất âm đến từ dòng vang ETC HK300 Plus ạ. Đây là một dòng vang công lực cơ đại số rất hay và chất lượng, các bác nghe thử âm thanh các bác sẽ thấy ngay. Hiệu ứng vang nhại ngọt ngào kết hợp thêm đô linh tiếng giải âm thanh echo, và khi chúng ta hát thì chúng ta sẽ thấy là hiệu ứng giọng thật có ở trên đài reverb này. Bass trung chắc khỏe khoắn này, khả năng chống ngú tốt này, với thiết kế giao diện vô cùng đẹp mắt, gian máy đẩy vang, hai thiết bị rất là quan trọng mà giá chỉ có 4.700.000 đồng thôi. Rẻ như là chúng ta đi mua con âm đi công suất vậy. Nhưng mà trong thời điểm tại chúng ta mua đẩy công suất kết hợp với vang nó tốt hơn nhiều, bởi vì các thiết bị này nó các thiết bị tách biệt, nó làm nhiệm vụ riêng. Ví dụ như đẩy sẽ làm nhiệm vụ là đẩy công suất ra loa, và vang sẽ làm nhiệm vụ là hỗ trợ tiếng mic cái tiếng nhạc. Như vậy là chúng ta sẽ sử dụng hai thiết bị vừa tách bạch, vừa chuyên nghiệp và vừa hiệu quả, và giá chỉ 4.700.000 thôi. Hôm nay tiếp tục lên đường cho anh em khách hàng đây. Nếu anh em đang có nhu cầu cần mua bộ combo sản phẩm chất lượng này, có liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại 0979629336. Và ngày hôm nay thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành của bên em Tùng Audio với tất cả anh em khách hàng đã đặt hàng và sở hữu cho mình với những bộ combo sản phẩm chất lượng. Hãy nhớ để lại cho em nút like, đăng ký kênh nhé. Chúc anh em nhận hàng ưng ý đến từ những bộ combo sản phẩm chất lượng bên cả anh em. Xin chào các bác.